Hello mọi người, hôm nay mình sẽ đi hái bú sữa. Ở nhà mình có một cây bú sữa chín rồi, giờ mình hái. Đây là bắp mình trồng này. Đó, bắp mình trồng được. Phục tùng với các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây, một cây bú sữa rất là trái là nhiều và to và ngọt. Wow, bắp lên tổ cả trời. Đây, mình sẽ chịu cho bạn coi. Đây, cây bắp của mình đây nè. Trồng được một tuần rồi đó. Đây, đây là những cây mà nên này. Ngày này mưa nên không cần phải tưới các bạn. Đây này, này một em bé rất là xinh xinh luôn. Đây là cây bú sữa của nhà mình. Đây. Đây các bạn. To quá trời. Wow, trông kia to quá. Không phải cầm điện thoại cả nên mình thấy rất là khó. Ôi trời ơi. Nè đây bú sữa này. Trái rất là nhiều luôn và xay. Giờ cái mình bị gãy. Rồi em phải trả nữa mình ăn chua không. Mình sâu ra, nó sâu này. Đây là trái cây thiên nhiên luôn á, không xịt thuốc như vậy. Đó, mình sẽ cắt. Đây, miếng một cái rất là to luôn.